Con sen G11 màu gỗ. Ở phiên bản là tất cả các phiên bản này thì bên mình đều lắp EQ LC5 rồi. Cho nên là mình sẽ không nói lại một lần nữa mà mình sẽ đánh luôn. Action thì sẽ thấp và lắp dây Alip 432. Cây Rosen G11 new bản màu gỗ. Rồi sau đây mình sẽ test cây màu đen.